Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Tất cả quý vị khán thính giả VMI Vlog, hôm nay là ngày 5 tháng 4 2024, giờ California là 9:45 buổi sáng. Trước khi vào bản tin thì thứ bảy tuần này lúc 9 giờ sáng, cộng đồng người Việt miền Bắc California ở Bắc California sẽ có buổi chào cờ đầu tháng ở cái trường YB lúc 9 giờ sáng. Thì cuối tuần này thì có mấy một số dân cử như Trần Thế Văn, xin lỗi, Tạ Đức Trí, Nguyễn Quốc Long rồi đó, thì có tổ chức một cái đêm, một cái buổi thắp nến để mà kêu gọi Cộng sản Việt Nam thả ông thầy Thích Minh Tuệ ra. Điều này mình đã nói nhiều lần rồi, ông thầy Thích Minh Tuệ ông không có sao hết, ông là cộng sản nồi mà mấy đời lận. Thành ra cộng sản khi nào nó cần dùng ổng thì nó đưa ra, phần nào nó không có dùng thì nó đem ổng vô một cái chỗ đó để mà nó bảo vệ cho ổng thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà mấy cái người dân cử này lợi dụng thời cơ để mà lấy uy tín kiếm phiếu này nọ đó. Thật sự ra thì những đồng bào Phật tử bình thường nhìn thầy ông thầy Thích Minh Tuệ là rất là tôn sùng, nhưng mà thật ra ông không có sao hết. Cái lý lịch của ông là ba của ông đó, là đã đi vào Việt Nam xâm chiếm miền Nam lúc 1975, là ông đó là cấp tá của đảng Cộng sản, ông cũng là đảng viên đảng Cộng sản, vợ ông cũng là đảng Cộng sản, ông anh của ông thầy Thích Minh Tuệ cũng là đảng viên Cộng sản, và ông thầy Thích Minh Tuệ thì trước khi ông đi tu thì ông còn đảng viên Cộng sản, nhưng mà bây giờ thì mình không biết như thế nào. Thì những người đó nói chốm lại là những người đã tội ác cộng với lại những cái việc làm của họ. Giống như là ông Minh Tuệ thì ông tôn sùng ông Hồ Chí Minh là thánh, người dân Việt Nam được hưởng đến ngày nay thì đó là nhờ công đức của ông Hồ Chí Minh, cũng như cái câu châm ngôn mà Hồ Chí Minh nói không có gì khó đó, thì ông Thích Minh Tuệ cũng có dùng cái câu châm ngôn một người đi tu không thể tôn sùng một người thường được. Thì cái tư tưởng ông dù mới đi tu nhưng mà cái tư tưởng nhồi sọ nó cũng vẫn còn nằm đó. Và cái tội ác sau khi nó 75 thì cha của ông Thích Minh Tuệ kéo đi vô Gia Rai, miền Nam của chúng ta, trên vùng Tây Nguyên, là cướp đất, cướp này, cướp kia, cướp nọ. Thì bây giờ mới thấy là đất đai ở đó như thế nào, và những người Tây Nguyên sau 75 không còn đất sống, phải chạy làm phun rô, là đi trốn rất là khổ sở. Và cái năm vừa rồi đó thì Cộng sản đó cũng dựng lên gọi là những người phun rô đó để mà tấn công những cán bộ Cộng sản, nó lập lên để mà nó bắt một số người nữa, là nó tóm thu những đất đai đó nữa. Thì đó là tội ác thôi. Dù ông thầy Minh Tuệ ông có tu thật đi nữa thì ông cũng không phải là thần thánh Phật gì cả. Khi mà Cộng sản mà dù nó có quản chế ông hay là cái gì, nó cũng bảo vệ không có nguy hiểm tính mạng, và ông cũng ăn một ngày có một bữa thôi chứ không phải là có gia đình gì lo. Thành ra là những cái vị dân cử ở Việt Nam ấy, ở dưới Garden Road hay là Westminster đó, họ lợi dụng thời cơ thôi chứ không có chính nghĩa gì cả. Và họ cũng thành lập một cái tổ chức gọi là bảo vệ nước Mỹ, mà không biết mấy tên đó là có đủ khả năng bảo vệ nước Mỹ hay không, là thành lập cái tổ chức bảo vệ nước Mỹ. Đó, cái điều đó rất là tào lao, lợi dụng thời cơ thôi. Và ông Thích Trung Quang thì quý vị cũng biết, ở trong nước hiện nay thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông đó là cái bằng giả rồi, chứ chừng đừng có nói đến cái bằng tiến sĩ luật của ông. Và có những cái dấu hiệu là đảng Cộng sản Việt Nam, giống như trong trường luật đại học ở Hà Nội cấp cái bằng ông ta là có tính cách là hối lộ hoặc là cúng dường rồi, chứ không có cái gì mà đặc biệt cả. Ông không có phải là cái người như vậy. Và ông cũng là tự xưng ông là cháu của Hồ Chí Minh. Thì tao nói nồi nào thì giống đó, nó cũng sanh ra cái loại đó, là loại báo hại phá hoại thôi.
Chứ không có gì cả. Thì sau đây mình sẽ đọc một số bản tin của nước Mỹ hơi dài ngày hôm nay, rất là nhiều tin, và đặc biệt là đến ông Trump cũng như là ông Joe Biden cũng như là bên nước Anh. Thì bây giờ các đảng bảo thủ đã trở lại sau mười mấy năm mất quyền. Cuộc bầu cử vừa qua thì nó đã chiếm đa số ở trong quốc hội, thì đã trở lại đảng bảo thủ của nước Anh, gọi là đảng lao động đó quý vị. Tin cựu tổng thống Donald Trump đang kêu gọi một cuộc tranh luận trực tiếp không giữ lại với tổng thống Joe Biden, gọi đó là câu trả lời câu đố về sự kém cỏi của Joe Biden. Chúng ta hãy thực hiện một cuộc tranh luận khác, nhưng gần đây không có gì ngăn cản một cuộc thảo luận toàn diện, chỉ có hai cái chúng tôi lên sân khấu. Tôi nói về tương lai của đất nước của chúng ta, Trump đăng trên Truth Social của mình hôm thứ Năm, nhấn mạnh rằng xếp hạng cho định dạng này sẽ thổi bay mọi thứ. Tấn công chính sách của Biden, Trump cho biết cuộc tranh luận sẽ cho phép Tổng thống giải thích lý do tại sao ông ấy muốn biên giới cởi mở với hàng triệu người và nhiều người tội phạm bạo lực từ những nơi được biết đến tràn vào quốc gia vĩ đại của một thời của chúng ta, hoặc tại sao ông ấy muốn đàn ông chơi trong các môn thể thao dành cho phụ nữ, hoặc yêu cầu tất cả các xe điện trong vòng 5 năm, hoặc tại sao ông ấy lại ép lạm phát truyền hình hủy hoại người dân đất nước của chúng ta. Hơn nữa, một cuộc tranh luận sẽ cho phép Biden chịu áp lực lớn để chứng tỏ năng lực của mình hoặc sự thiếu sót. Trump tuyên bố là nói rằng sự kiện này sẽ là một cuộc tranh luận hay kiểu cũ như trước đây. Cuộc tranh luận tổng thống chính thức tiếp theo và được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 9 trên ABC News diễn ra sau cuộc đại hội toàn quốc của cả hai đảng. Trump và Biden là những người ứng cử viên tổng thống được cho là những chiến dịch tranh cử của Biden đang gặp nguy hiểm. Sau một cuộc tranh luận CNN ngày 27 tháng 6, trong đó có những sai lầm và hành động của tổng thống đã đặt ra câu hỏi giữa các đảng viên đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa về tuổi tác và khả năng tiếp tục tranh cử của ông. Biden 81 tuổi sẽ xuất hiện tại Philadelphia vào Chủ nhật và đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới tại Washington DC. Ông cũng sẽ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn vào khung giờ vàng trên ABC News vào tối thứ Sáu. Cuộc phỏng vấn này sẽ được dời đến từ Chủ nhật vì những lo ngại ngày càng căng thẳng về chiến dịch tranh cử và khả năng phục vụ của ông trong 4 năm nữa. Tin Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã mở ra một giai đoạn quan trọng trong nỗ lực cứu vãn chiến dịch tái tranh cử và gặp khó khăn của mình. Đối mặt với cảm giác ngày càng tăng rằng ông có thể chỉ còn vài ngày để đưa ra luận điểm thuyết phục rằng ông phù hợp với chức vụ trước khi sự ủng hộ của đảng Dân Chủ dành cho ông biến mất. Sau màn tranh luận thảm bại của ông Biden vào tuần trước của cựu Tổng thống Donald Trump, một số nhà tài trợ đã trì hoãn hoặc hủy bỏ các đợt gây quỹ sắp tới, theo mọi người quen thuộc và các kế hoạch đã nói chuyện với Associated Press với điều kiện giấu tên để nói về các cuộc thảo luận riêng tư. Tôi sẽ không đi đâu cả, Biden nói với đám đông hôm thứ Năm đang tụ tập để dự bữa tiệc nướng ngày 4 tháng 7 tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Trong cuộc họp tối thứ Tư, các thống đốc đảng Dân Chủ Biden thừa nhận rằng ông cần ngủ nhiều hơn và hạn chế các sự kiện buổi tối để có thể đến sớm hơn và nghỉ ngơi cho công việc. Theo ba người quen thuộc với cuộc họp, những người cũng nói điều kiện sự ẩn danh. Một người cho biết Tổng thống nói đùa rằng sức khỏe của ông vẫn ổn, chính là bộ não của ông có thử thách. Tổng thống đốc California Gavin Newsom, người có mặt trong cuộc họp, đã được hỏi hôm thứ Năm về ý tưởng Biden muốn hạn chế các sự kiện sau 8 giờ tối. Trả lời, anh ấy làm điều đó với một nụ cười trên khuôn mặt. Đó giống như một khuôn khổ tu từ chỉ để khỏe mạnh và được nghỉ ngơi. Newsom, người đang vận động cho Biden về phía Tây Michigan, nói thêm, tôi thích khi một tổng thống thừa nhận họ là con người. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Wisconsin phát sóng hôm thứ Năm, Biden lập luận rằng không chỉ tương lai chính trị của ông đang gặp nguy hiểm, ông còn nói nguy cơ thực sự rất cao. Tôi biết bạn biết điều này. Vì dân chủ, vì tự do của chúng ta, nền kinh tế, tất cả họ đều đang gặp nguy hiểm. Thì ông cũng nhận tội những cái khuyết điểm, thì ông Joe Biden nhận tội, thì ông Gavin Newsom cũng đề cao cái vấn đó. Tin ứng cử viên tổng thống được cho là có đảng Cộng Hòa, Donald Trump đã gọi tổng thống Joe Biden là một đống rác rưởi.
Trong một đoạn video camera, ông xuất hiện đồng thời khẳng định rằng Biden đang bỏ cuộc đua. Không rõ video được quay khi Trump ngồi trên xe golf với con trai út Barron, nhưng cựu tổng thống đang nói chuyện với ít nhất hai người đàn ông ngồi camera và đưa cho họ tiền bo. Trump đã đón nhận đoạn video dài 44 giây đăng đoạn phim lên trang True Social của riêng mình với thông điệp không tính thuế tiền bo. Đoạn tiền bo tiếng là mấy người làm nhà hàng đó là hiện nay thì đóng thuế, ông Trump thì ông sẽ không có đóng thuế. Đoạn video bắt đầu các việc bằng việc Trump hỏi những người này họ nghĩ ông ấy đã làm như thế nào trong cuộc tranh luận tuần trước khi gọi Biden là một tổng thống rác rưởi. Anh ấy vừa bỏ cuộc, bạn biết đấy, anh ấy đang bỏ cuộc đua. Trump nói tôi đã đưa anh ấy ra khỏi và điều đó có nghĩa là chúng tôi có Kamala, ám chỉ phó tổng thống Kamala Harris. Cô ấy thật tệ, cô ấy thật thảm hại, anh ấy nói trước thêm một lời tục tiểu về phó tổng thống. Trump sau đó chuyển tới chú ý trở lại Biden. Bạn có thể tưởng tượng anh chàng đối phó với ông Putin không? Và chủ tịch Trung Cộng không? Một người hung dữ, ông ấy là một người đàn ông hung dữ, rất cứng rắn và họ nhìn thấy ông ấy, Trump nói. Nhưng họ vừa thông báo có lẽ anh ấy sẽ nghỉ việc, cứ tiếp tục hạ gục anh ấy à. Trump nói thêm khi ông lái chiếc xe golf đi. Chiến dịch tranh cử của Biden đã chống lại những lời kêu gọi yêu cầu từ chức kể từ cuộc tranh luận. Dân biểu Sam Morton, dân chủ Massachusetts hôm thứ Năm đã trở thành đảng viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện thứ ba kêu gọi Biden rút lui. Dân biểu Lloyd Doggett của Dân Chủ ở Texas, Raul Gilgava của Arizona là hai người đầu tiên. Tuy nhiên, nhà Bạch Trung hôm thứ Tư cho biết Biden hoàn toàn không tính đến chuyện bỏ cuộc. Biden đã tổ chức các cuộc gọi với các nhà tài trợ, đồng minh và các nhà lập pháp nhằm cố gắng trấn an rằng ông ấy ổn hoàn toàn trách nhiệm và nhiệm vụ. Hơn nữa, ông đã gặp 24 thống đốc đảng Dân Chủ tại Nhà Trắng vào hôm thứ Tư sau cuộc tranh luận, điều mà ngay cả các đồng minh của Biden cũng coi là thảm họa. Bản thân Tổng thống đã xin lỗi về màn trình diễn quá tệ. Tin mua cổ phiếu Newsmax ngay hôm nay. Quảng cáo cho Newsmax. Tin tạp chí tin tức The Economist của Anh tuần này đã xé toạc trang bìa của Tổng thống Joe Biden có con dấu của Tổng thống Hoa Kỳ trang trí trên một chiếc xe hỗ trợ di chuyển dành cho người đi bộ bên cạnh dòng tiêu đề. Không có cách nào để điều hành một quốc gia. Câu chuyện trang bìa ấn bản ngày 6 tháng 7 của tạp chí có tiêu đề Tại sao Biden phải rút lui đã đánh giá cao Biden về màn trình diễn gần đây của ông trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump. Được mô tả là khủng khiếp và đau đớn khi xem. Theo tạp chí, cuộc tranh luận và hậu quả của nó đã chứng tỏ ông Biden không đủ sức đo suy thoái kinh thái tinh thần của ông và sự khăng khăng của ông được gia đình và các nhân viên cao cấp và giới tinh hoa của đảng Dân Chủ tiếp tay rằng ông vẫn phải đối mặt với thách thức cứng rắn nhất của thế giới về công việc. The Economist chỉ trích vì thiếu trung trực trong chiến dịch tranh cử của ông ấy, lưu ý rằng việc che đậy còn tệ hơn so với thành tích tranh luận của Biden. Tạp chí viết rằng chiến dịch Biden cố gắng phủ nhận những gì hàng chục triệu người Mỹ đã tận mắt chứng kiến. Lưu ý rằng nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đã bắt đầu công khai kêu gọi ông ấy từ chức. Tạp chí nói thêm rằng Biden và Trump đưa ra sự lựa chọn giữa người không có năng lực và người có thể nói lên lời. Người Mỹ xứng đáng được hưởng điều tốt nhất. Tin ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Cộng hòa Donald Trump kêu gọi ông là một... Cái này mình đọc rồi, không muốn đọc lại nữa. Tin tổng thống Joe Biden đã nói với hơn 20 thống đốc đảng Dân Chủ rằng ông đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế sau màn tranh luận tạm dừng rung rẩy vào tuần trước. Politico đưa tin sau khi mà ông luyện hai ma công thì... bị lên đài thì bị tranh bá giả lâm thì bị ông Donald Trump ổng dùng thiết xạ chữ ổng quánh một cái là chịu không nổi phải chạy đi gặp bác sĩ liền. Politico đưa tin trong cuộc họp riêng kéo dài một giờ hôm thứ Tư, ông Biden 81 tuổi cho biết sức khỏe của ông vẫn ổn. Họ đã vượt qua ngày hôm nay nhưng vẫn chưa có rõ chuyện này sẽ đi đến đâu. Một nhân viên Bạch Cung nói với Politico về mong muốn của Biden tiếp tục là ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Dân Chủ.
Nếu đảng Dân Chủ và đảng các nhà tài trợ của đảng và các chuyên gia truyền thông chính thống đã kêu gọi Biden chấm dứt chiến dịch tái tranh cử và sau đó nỗ lực tranh luận bị chỉ trích rộng rãi chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về khả năng nhận thức của Tổng thống. Politico đưa tin hồi đầu tuần vừa qua tin rằng Biden sẽ gặp các thống đốc đảng Dân Chủ trên khắp đất nước để giải quyết những lo ngại về màn trình diễn của ông trong cuộc tranh luận tuần trước. Sau cuộc họp với 12 thống đốc trực tiếp tham dự và những người khác tham gia ảo trên mạng và các thống đốc đảng Dân Chủ của New York, Minnesota, Maryland bày tỏ sự tin tưởng vào thống đốc và cho biết họ đã tin tưởng vào Tổng thống và cho biết họ đã có một cuộc thảo luận trung thực sau màn tranh luận của Biden. Hôm thứ Năm, Politico đưa tin Biden đã đề cập đến việc đã kiểm tra sức khỏe trong những ngày gần đây và khẳng định rằng ông ấy vẫn có sức khỏe tốt, gõ cửa để có tác dụng sau khi một thống đốc hỏi về tình trạng thể chất của ông. Chính phủ đảng Dân Chủ Michelle Julian Kisham của New York, New Mexico và Janet Mills của Maine nói với Biden rằng họ lo ngại liệu ông có thể giành lại chiến thắng ở các bang thiên về xanh của họ hay không. Năm 2020, Biden thắng ở New Mexico với 11 điểm phần trăm và Maine với 9 điểm phần trăm. Vài giờ trước cuộc gặp gỡ hôm thứ Tư giữa Biden và các thống đốc, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã né tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi về khả năng tranh cử của Biden. Jean-Pierre nói với các phóng viên, Tổng thống có các báo cáo sức khỏe định kỳ hàng năm và chúng tôi công bố trong một báo cáo kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Tin đặc vụ đảng Dân Chủ James Carville đang kêu gọi các nhà tài trợ lớn của đảng không đóng góp cho bất kỳ chính trị gia nào ủng hộ Tổng thống Joe Biden sau màn trình diễn thảm hại của Biden trong cuộc tranh luận tuần trước với cựu Tổng thống Donald Trump. Biden 81 tuổi, lẩm bẩm, trông run rẩy và nhiều lần mất phương hướng suy nghĩ, làm dấy lên lo ngại trong nhiều đảng viên đảng Dân Chủ về việc liệu vị Tổng thống tại nhiệm lâu đời nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ có đủ mạnh mẽ về mặt tinh thần để tiếp tục chiến dịch tái tranh cử chống lại Trump hay không. Mặc dù vậy, nhiều người trong đảng vẫn đứng sau Tổng thống. Carville không nằm trong số trong cuộc gọi hội nghị hôm thứ Tư với hàng chục nhà tài trợ giàu có cho Super PAC American Bridge của đảng Dân Chủ. Semaphore đã báo cáo rằng Carville đã trích dẫn số phiếu thăm dò ý kiến của Biden đang giảm mạnh. 72% mọi người muốn thứ gì đó khác biệt, tại sao không đưa ra nó cho họ? Carville, chiến lược gia, đứng sau chiến dịch tranh cử thành công và bạch trung của Bill Clinton năm 1992 cho biết trong cuộc gọi kéo dài một giờ họ chỉ yêu cầu một sự lựa chọn khác. Theo Senator, Carville sau đó đã khuyên các nhà tài trợ muốn Biden ngừng tài trợ cho các chính trị gia không đứng về phía họ. Tin theo một cuộc thăm dò của Gallup Poll công bố hôm thứ Ba, 67% người Mỹ cực kỳ tự hào hoặc rất tự hào là người Mỹ, chỉ kém 4 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục 63% vào năm 2020. Cuộc khảo sát với 1.005 người trưởng thành được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 23 tháng 6 cho thấy 18% người Mỹ cho biết họ đã tự hào vừa phải và người Mỹ với 10% cho biết họ chỉ hơi hơi tự hào và 5% không hề tự hào. Cuộc thăm dò có sai số cộng trừ 4 điểm phần trăm với mức độ tin cậy là 95%. Gallup cho biết niềm tự hào của người Mỹ lên đến mức cao nhất sau cuộc khủng hoảng ngày 9 tháng 11 với cuộc thăm dò vào tháng 9 2022 cho thấy tổng cộng 92% người được hỏi nói rằng họ cực kỳ tự hào hoặc rất tự hào vì là một người Mỹ. Gallup cho biết niềm tự hào tột độ đã có xu hướng giảm kể từ 2015. Gallup cho biết mặc dù tỷ lệ người Mỹ trưởng thành nói rằng họ cực kỳ tự hào và người Mỹ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng khoảng 2/3 vẫn tiếp tục ít nhất là tự hào. Niềm tự hào của dân tộc của đảng Cộng Hòa hoặc mặc dù ở gần mức thấp nhất vẫn so với đảng Dân Chủ và đảng Độc Lập, mặc dù tất cả các nhóm đảng đều ít tự hào hơn đáng kể so với 20 năm trước. Cuộc thăm dò cho thấy 59% đảng viên đảng Cộng Hòa bày tỏ niềm tự hào một tột độ với 36% đảng viên đảng Độc Lập và 34% đảng viên đảng Dân Chủ. Gallup poll cho biết cách 20 điểm về lòng kiêu hãnh tột độ của giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ chủ trương những khoảng cách trung bình 28 kể từ 2021, nhưng mức chênh lệch chưa bằng một nửa mức chênh lệch vào kỷ lục 54 điểm phần trăm
vào năm 2019 khi mức thấp kỷ lục là 22% đảng viên đảng Dân Chủ bày tỏ sự tự hào tột độ. Với người Mỹ thì phải tự hào nước Mỹ rồi. Bây giờ hiện nay thì nước Mỹ dù sao nữa cũng đứng hàng lãnh đạo của thế giới mà. Sức mạnh về tiền bạc cũng như về quân sự. Tin cựu Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi ABC News công bố một cuộc phỏng vấn thực tế đầy đủ vào ngày thứ Sáu, đặc biệt vào khung giờ với Tổng thống Joe Biden, và yêu cầu câu trả lời về việc ông sử dụng bộ bất công để tấn công ông. Trump, trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Năm, chế nhạo George Stephanopoulos của ABC News phỏng vấn Biden là một George Stephanopoulos và Lady George là một cuộc phỏng vấn, không phải là một chương trình quảng cáo. Cắt ghép chỉ có một vài câu trả lời mạch lạc của ông ấy được công bố cho công chúng, chính là cái cuộc phỏng vấn đã cắt ghép lại, bỏ lại những cái gì có lợi cho ông Joe Biden đó. Hãy cho thế giới biết lý do tại sao Joe chỉ đạo và cho phép bộ bất công của ông ấy là những người khác tấn công bất hợp pháp đối với chính trị của ông ấy. Trump nói cũng hãy hỏi tại sao anh ta lại sử dụng tất cả các công tố viên của Soros và đặc biệt là kẻ thua cuộc như Darren Jack Smith, bằng chứng là không thể chối cãi. Biden lương lẹo là một hồn. Cuộc phỏng vấn với Biden ban đầu đã được phát sóng vào Chủ nhật và thứ Hai, sau đó sẽ chiếu trước vào thứ Sáu và thứ Bảy. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Nhà Trắng và ABC News thông báo rằng cuộc phỏng vấn thay vào đó sẽ được chiếu dưới dạng chương trình đặc biệt vào khung giờ vàng vào tối thứ Sáu. Bản xem trước để có điểm nổi bật của cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng đầu tiên World News Tonight with Dan Moore và ABC News lúc 6 giờ 30 chiều. Stephanopoulos, cố vấn cao cấp của cựu Tổng thống Bill Clinton, dẫn chương trình Good Morning America This Week đã gia nhập ABC News vào 1997. Trump trong bài đăng của mình đã gọi Stephanopoulos là những phỏng vấn xấu tính và độc ác nhất ngồi kia. ABC News là một trong những tài truyền hình tồi tệ nhất và hèn hạ nhất trong ngành kinh doanh. Mạng lưới này từng là nhà của Brian Ross, người đưa tin về trò lừa bịp Nga kỳ quặc đặt đến mức ABC News buộc phải loại bỏ anh ta ra danh tiếng của họ, Trump nói. Theo The New York Times, ABC News đã chia tay với Ross, cựu phóng viên điều tra. Chính của mạng lưới vào năm 2018 sau khi ông này làm hỏng một báo cáo về Trump và cuộc điều tra. Thông điệp của Trump theo sau một bài đăng riêng vào thứ Năm, trong đó ông chúc mừng ngày 4 tháng 7 tốt nhất và mọi người, bao gồm cả tổng thống vô cùng bất tài của chúng ta. Tin Newsweek đưa tin hôm một số nhà tài trợ nổi tiếng của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của họ dành cho tổng thống Joe Biden sau màn trình diễn bị chỉ trích rộng rãi của ông trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chu kỳ bầu cử hiện tại. Vào ngày 27 tháng 6, Biden, ứng cử viên được cho là của đảng Dân Chủ, đã đối mặt với ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump ở Atlanta. Trong một cuộc tranh luận, các câu trả lời của Biden thường không mạch lạc và ông thường xuyên bỏ dở câu hỏi của mình, gây lo ngại cho những người ủng hộ ông. Kể từ đó, Biden phải đối mặt với nhiều chỉ trích, trong đó một số người kêu gọi ông chấm dứt nỗ lực tái tranh cử để cho phép đảng Dân Chủ chọn ứng cử viên mới, và các tài trợ cũng ghi nhận tỷ lệ thắng cử trong cuộc tuyển cử của ông là đã giảm. Thì bây giờ đảng Dân Chủ cũng như những người tài trợ và truyền thông cánh tả là muốn loại ông Joe Biden rồi, thì theo cái dự đoán của mình là tới tháng 8 là ông sẽ không còn nữa. Trước tháng 8, cái ngày đại hội đảng đó, là ông sẽ không còn là ứng cử viên đâu, mình đoán là như vậy. Tin từ Newsweek đưa tin một số nhà tài trợ nổi tiếng của đảng Dân Chủ đã rút lại sự ủng hộ của họ dành cho Tổng thống Joe Biden sau màn trình diễn bị chỉ trích rộng rãi của ông trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của chu kỳ bầu cử hiện tại. Đó, thì những cái cơ quan truyền thông cánh tả thì họ đồng loạt lên tiếng luôn. Tin không có gì diễn ra tốt đẹp trong 14 năm qua, cử tri ở London James Erskine, người lạc quan về sự thay đổi trong vài giờ trước khi cuộc bỏ phiếu đóng cửa, cho biết: tôi chỉ coi đây là khả năng xảy ra một cơn địa chấn, và đó là điều tôi đang hy vọng. Trong khi kết quả được đề xuất dường như đi ngược lại với thay đổi bầu cử theo hướng cách hữu gần đây ở Âu Châu, bao gồm cả Pháp và Ý, thì nhiều dòng chảy ngầm theo chủ nghĩa dân túy tương tự cũng đang chảy ở Anh. Nhà lãnh đạo cải cách Vương quốc Anh là Nigel Farage đã khuấy động một cuộc đua với quan điểm chống người nhập cư.
đưa đất nước của chúng ta trở lại trong đảng của ông có cắt giảm và sự ủng hộ dành cho đảng bảo thủ, những người vốn đã phải đối mặt với những triển vọng ảm đạm. Kết quả đầy đủ sẽ cho trong những giờ tới, cuộc thăm dò có ý kiến được thực hiện bởi người thăm dò có ý kiến iPost và yêu cầu mọi người tại nhiều điểm bỏ phiếu điền vào một lá phiếu và sau cho thấy họ đã bỏ phiếu như thế nào. Nó thường cung cấp một dự báo đáng tin cậy, mặc dù không chính xác về kết quả cuối cùng. Hàng trăm cộng đồng đã bị mắc kẹt trong các cuộc cạnh tranh gay gắt, trong đó lòng trung thành với đảng và truyền thông đứng thứ hai sau những lo ngại trước mắt về nền kinh tế, cơ sở hạ tầng xuống cấp và dịch vụ y tế quốc gia. Ông Hayley on Thames, cách London, ở Hayley on Thames, cách London khoảng 65 cây số về phía tây, những ứng cử cử tri của Patricia Mulcahy, người đã nghỉ hưu, cảm thấy cả nước đang tìm kiếm gì đó khác biệt. Cộng đồng người thường bỏ phiếu cho đảng bảo thủ có thể thay đổi quan điểm lần này. Mulcahy nói thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến sự thay đổi, vì vậy tôi nghĩ bất cứ điều gì xảy ra ở Hanley ở vùng nông thôn sẽ có một sự thay đổi lớn. Nhưng bất cứ ai tham gia, họ đều có rất nhiều công việc phía trước, nó sẽ không dễ dàng đâu. Nước Anh là đã trải qua những năm đầy biến động, một số do đảng bảo thủ gây ra và một số thì không, đã khiến nhiều cử tri bi quan về tương lai đất nước của họ. Vì Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, đó là đại dịch Covid-19 và việc Nga xâm chiếm Ukraine đã tàn phá nền kinh tế, trong khi các đảng viên vi phạm lệnh phong tỏa do thủ tướng của đó là ông Boris Johnson và các nhân viên của ông tổ chức đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng. Người kế nhiệm Johnson, Liz Truss, đã làm rung chuyển nền kinh tế hơn nữa với gói cắt giảm thuế mạnh mẽ và chỉ nắm quyền được 49 ngày. Tình trạng nghèo đói gia tăng và việc cắt giảm các dịch vụ nhà nước đã dẫn đến các lời phàn nàn về đất nước của anh tan vỡ. Phần đầu tiên của ngày trời nắng ở phần lớn ở đất nước, thời tiết thuận lợi để thu hút người dân đi bỏ phiếu. Trong giờ đầu tiên các cuộc bỏ phiếu mở cửa, Sunak đã thực hiện một chuyến hành trình ngắn từ nhà đến phòng bỏ phiếu tại thủ đô tòa thị chính, cách làng Kirby Simpson ở khu vực bầu cử Richmond của ông ở miền Bắc nước Anh, đến cùng vợ mình Ascata Moti và nắm tay nhau bước vào hội trường làng, nơi được bao quanh bởi những cánh đồng nhấp nhô. Đảng lao động trung tả do Keir Starmer lãnh đạo đã dẫn đầu ổn định và đáng kể trong các cuộc thăm dò ý kiến trong nhiều tháng, nhưng các nhà lãnh đạo của đảng này đã cảnh báo không nên coi kết quả bầu cử là điều đương nhiên vì họ lo ngại những người ủng hộ họ sẽ ở nhà. Thay đổi hôm nay, bạn có thể bỏ phiếu cho nó, ông viết trên một thứ năm trên nền tảng X mạng xã hội. Vài giờ sau khi đăng tin nhắn đó, Steiner Stay trong tay cùng vợ mình Victoria đến một địa điểm bỏ phiếu ở khu Kentish Town của London để bỏ phiếu. Anh ta đi qua cửa sau để khuất tầm nhìn của đám đông người dân và nhà báo đang tụ tập. Đảng lao động chưa bắt đầu chạy đua với các cam kết nhằm đưa nền kinh tế đang trì trệ tăng trưởng, đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và đưa đất nước Anh trở thành siêu cường năng lượng sạch. Nhưng cũng có một không có gì thực tế sai sót trong chiến dịch của họ. Đảng này đã giành được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp và sự tán thành từ các tờ báo có truyền thống bảo thủ, bao gồm các tờ báo lá cải xanh thuộc sở hữu của Rupert Murdoch, vốn ca ngợi Starmer vì đã kéo đảng của ông ấy trở lại vị trí trung tâm của nền chính trị của Anh. Đảng bảo thủ đã thừa nhận rằng đảng lao động dường như đang hướng tới chiến thắng. Đảng lao động là đảng Margaret Thatcher, một thời khét tiếng và thủ tướng thép đó. Bây giờ đã trở lại, có thể trở lại sau một thời gian dài mười mấy năm. Và đến đây cảm ơn tất cả quý em đã vào chương trình hôm nay và mến chúc quý em một ngày còn lại bình an, hạnh phúc, gia đình với người thân, là nhớ chào cờ ở vùng cộng đồng người Việt miền Bắc California lúc 9 giờ ở trường YB ở San Jose. Thank you, cảm ơn.